Cô gái vì muốn cầu hôn bạn trai mà đã chuẩn bị một buổi tối lãng mạn, nhưng tên bạn trai biết kế hoạch của cô ấy và anh ta cũng là tên lăng nhăng nên không muốn cưới cô. Anh ta đã nhờ người bạn thân của mình, là Nam Chính, tìm cách phá đám ngăn kế hoạch cầu hôn. Sau nhiều lần tìm cách gặp nhưng luôn tránh mặt, cô gái biết được anh người yêu không thật lòng yêu mình nên rất tức giận. Chính vì giúp đỡ bạn thân mà Nam Chính và cô gái gặp nhau, cùng lúc đó mẹ của Nam Chính thấy anh và cô gái ở cùng nhau nên đã yêu cầu anh ra mắt cô gái này hoặc là anh ra mắt người anh yêu hoặc là anh phải kết hôn theo sự chỉ định của mẹ bây giờ anh không muốn kết hôn mà chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp nên anh còn độc thân nhưng không thể nói ra sự thật anh đành giả vờ yêu đương với cô gái cô gái vì muốn trả thù bạn trai mà cũng đồng ý câu chuyện tình yêu của hai người hài hước dễ thương khi có sự xuất hiện của tình địch xung quanh và còn cả sự theo sát của cả gia đình